Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Hôm nay đã là 29 Tết, thế nhưng một số nông dân tại tỉnh Quảng Ngãi, họ sống bằng nghề trồng hoa nhưng không có ai tới để mua hoa. Do đó, một người đã đăng tải lên Facebook kêu gọi cộng đồng hãy giúp đỡ giải cứu hoa Tết cho ba nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi bị hủy bỏ đơn đặt hàng vào phút cuối. Và anh cũng cho biết như sau, có tới 900 chậu hoa cúc đã được mọi người mua hết. Trước đó, người này viết trên Facebook đưa tin về hình ảnh ruộng hoa mênh mông với những chậu hoa cúc đã bung sắc thắm nhưng vẫn nằm tại ruộng do thương lái vào phút cuối không đến mua. Lời chia sẻ này ngay lập tức đã thu hút tới 1.400 người bình luận. Và ngay trong đêm, rất nhiều người tìm đến huyện Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi để mua hoa giúp cho các nông dân nói trên. Đến tận 2 giờ sáng, vẫn có người đến mua hoa tại ruộng. Người này kể lại rằng, hai anh em ông Thịnh trồng hoa Tết. Từ giữa tháng Chạp, các thương lái đã đến đây để đặt tiền cọc mua hoa. Thế nhưng chờ mãi mà những người này không tới để lấy hoa. Liên lạc nhiều lần qua phone nhưng người mua lại không bắt máy. Và khi người này biết mình đã bị người mua bỏ đơn đặt hàng thì họ rất lo ngại lo sợ. Với mức giá là 4 Mỹ Kim cho 3 chậu hoa cúc thì nông dân này cho biết rằng ông rất ngại vì như thế sẽ bán phá giá, gây khó cho những thương lái mua hoa về bán Tết ở các chợ hoa. Mặc dù lời kêu gọi mọi người mua 600 chậu hoa cúc của hai anh em nông gia này, thế nhưng một người trong hoa cảnh đó cũng rơi vô hoàn cảnh tương tự và đã được cộng đồng đã cứu giúp. Họ thu về được khoảng 30 triệu đồng Việt Nam, nếu tính công chăm sóc suốt mấy tháng qua rồi cộng với tiền giống, tiền thuốc men, phân bón thì ba nông dân này vẫn bị lỗ nặng nhưng họ đều rất mừng vì có chi phí lo tết cho gia đình vào phút chót. Tin đến từ bạc liêu, vất nhằm trang sức kim cương vào đống rác, một bà việt kiều hoa kỳ về quê ở thị trấn châu hưng, huyện vĩnh lợi, tỉnh bạc liêu để chịu tang cha đã bị mất nhiều trang sức nhẫn kim cương, nhẫn vàng nhưng may mắn đã tìm lại được. Theo tờ báo VN Express vào ngày 8 tháng 2, vào đầu tháng 12 năm 2023, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, 56 tuổi quốc tịch Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ về Việt Nam chịu tang cha tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Trong lúc dọn dẹp nhà sau đám tang để khỏi vướng víu, bà đã tháo một số trang sức trên người gồm có 3 nhẫn bạch kim có đính kim cương, một những vàng 18 carat đính đá cẩm thạch trị giá hơn 700 triệu đồng, tương đương khoảng 2.865 mỹ kim, bỏ vào khăn giấy để trên bàn. Sau đó bà Hạnh không tìm thấy trang sức nên trình báo công an nhận định số tài sản không bị lấy trộm nên công an tỉnh bạc liêu chuyển hướng điều tra. Khoảng một tuần sau, số trang sức được tìm thấy nằm trong đống rác nằm cách nhà hơn 100 mét. Quá trình xác minh cho thấy số trang sức của nữ Việt Kiều gói trong khăn giấy để trên bàn đã bị người thân bất cẩn vứt vào rác thải. Không thấy các báo cáo cho biết công an đã làm bằng cách nào để tìm lại được số tài sản của bà Hạnh. Sau khi xảy ra sự việc bà Hạnh sang Mỹ, nay mới về lại Việt Nam ăn Tết và công an mới tiến hành trao trả. Tỉnh Bình Thuận loại bỏ các sự kiện liên quan tới Trung Cộng ra khỏi chương trình kỷ niệm. Đầu năm 2024, trang tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đăng tải kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm. Tuy nhiên, điều đáng nói là các sự kiện chiến tranh biên giới, hải đảo liên quan tới Trung Cộng đều không có trong danh sách kỷ niệm này. Nhiều năm trước đây, vào ngày 19 tháng 1 và ngày 14 tháng 3, nhiều người dân tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm thành phố Hà Nội và tượng đài Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng Sài Gòn để thắp hương tưởng niệm các tử sĩ, thế nhưng người dân thường xuyên bị chính quyền Cộng sản Việt Nam ngăn cản. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa, an ninh của Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn những nhân vật bất đồng chính kiến ngay tại nhà của họ, cho nên không có cuộc tưởng niệm đông người nào và công khai nào diễn ra. Đài Á Châu Tự Do xin dẫn lời một số chuyên gia lý giải, điều này là do người ta chú trọng tới những ngày kỷ niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn là những ngày tưởng niệm của dân tộc Việt Nam. Tháng 5 năm 2014, Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời báo chí quốc tế về phương cách hành xử của Việt Nam đối với tình hình biển Đông, ông ta nhấn mạnh rằng nhất định không chấp nhận đánh đổi độc lập tự chủ, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ các vùng biển để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viễn vong, lệ thuộc. Với việc tỉnh Bình Thuận bỏ 3 ngày liên quan tới Trung cộng ra khỏi danh sách kỷ niệm năm 2024, một số chuyên gia cho rằng lãnh thổ thiên liêng của đất nước Việt Nam thì chỉ có người dân mới quan tâm chứ không phải là sự quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk được cấp khẩn cấp hơn 920 tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Giáp Thìn. Thông tấn xã Việt Nam loan tin vừa cho biết cơ quan dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên những ngày gần đây đã cấp khẩn cấp hơn 920 tấn gạo cứu đói dịp Tết giáp thìn cho 12 địa phương trong tỉnh Đắk Lắk. Đó là các huyện Ia Súp, Ia H’leo, Krông Búc, Krông Năng, Bun Đôn, Lắc, Krông Ana, Krông Bông, Cư Ga, Krông Pa, Makrak. Tổng số gia đình được cấp theo tuyên truyền mỗi người 15 kg là gần 16.300 gia đình tại 12 địa phương. Với lý do cứu đói cho dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạn, 17 địa phương trên 63 tỉnh, thành đã làm đơn gửi Chính phủ Trung ương xin cấp gần 13.000 tấn gạo tính cho đến ngày 18 tháng Giêng vừa qua. Vào dịp Tết âm lịch năm ngoái quý mão, Chính phủ Hà Nội hỗ trợ gạo cứu đói cho 8 tỉnh gồm Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Giang, Đắk Lắc, Bình Phước, Quảng Trị và Con Tương. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, một nữ sinh mồ côi cầu cứu cô giáo chủ nhiệm vì cô bé này bị dượng hiếp dâm nhiều lần. Theo tờ báo Tuổi trẻ trong nước đưa tin, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho hay, họ vừa nhận được đơn trình báo liên quan tới việc một nữ sinh lớp 7 ở thành phố Thái Bình, của tỉnh Thái Bình bị dượng thực hiện hành vi hiếp dâm. Liên quan tới sự việc nói trên, Tỉnh Thái Bình cho biết như sau, họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Đức, 36 tuổi, cư trú tại thành phố Thái Bình để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó vào ngày 1 t tháng 2, thì một học sinh có tên là An, 13 tuổi, học lớp 7 tại thành phố Thái Bình. Khi đang học ở trường thì hoảng sợ, ôm chặt lấy cô giáo chịu nhiệm cầu cứu khi cô bé này nhìn thấy ông Nguyễn Văn Đức tức là chồng của dì của cháu An, đến đón. Sau đó, cô bé này mới bình tĩnh kể lại sự việc bị ông Nguyễn Văn Đức xâm hại tình dục nhiều lần như thế nào. Và cô bé khai báo là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi, cho nên ngay từ nhỏ, cô bé đã được người mẹ đưa tới gửi ở nhà người dì để đi làm xa. Và kể từ đó thì Nguyễn Văn Đức đã nảy ra ý nghĩ xâm hại tình dục của cháu bé này khi đưa bé mới học có lớp 5. Khi nữ sinh học đến lớp 7, thì Nguyễn Văn Đức lại tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trước khi bị phát hiện và bị khởi tố, thì Nguyễn Văn Đức là một giới chức công tác tại một cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình. Hiện nay, sự việc này đã được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình và điều tra theo thẩm quyền. Sắp Tết, người dân đua nhau mua vé số cầu may. Thị trường sổ số, số nóng lên khi người dân tăng sức mua để giải trí, lì xì và hy vọng trúng thưởng vào dịp Tết Giáp Thìn. Điểm nóng nhất trên thị trường sổ số năm nay là công ty sổ số kiến thiết Sài Gòn phát hành vé số cào có thể trúng giải đặc biệt 16.300 Mỹ Kim, thu hút khá nhiều người chơi. Lãnh đạo sổ số kiến thiết Sài Gòn cho hay, dịp Tết giáp thìn công ty phát hành trên 6 triệu vé số cào để người dân cào số giải trí vào dịp Tết. Tương tự vé số truyền thống cũng được rất nhiều người mua với kỳ vọng thần tài gõ cửa trong những ngày Tết. Vì vậy mà các quầy bán vé số kiến thiết luôn nhộn nhịp từ sáng đến chiều. Nhân viên bán vé luôn tay giao hàng, nhận tiền từ hàng trăm lượt khách hàng. Trong đó, mỗi người mua từ vài chục đến cả trăm vé. Công ty sổ số kiến thiết Sài Gòn xác nhận dịp Tết quý mão. 21 công ty sổ số kiến thiết thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Sài Gòn, thành phố Cần Thơ và các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Tài chính cho phép trong tháng 2 năm 2024. Một công ty phát hành 5,7 triệu Mỹ Kim vé số kiến thiết tương ứng 14 triệu vé trên một kỳ quay số nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường vào dịp Tết. Các đại lý vé số Vietlot cũng cho biết sức mua vé số điện toán những ngày cận Tết tăng rất mạnh, nhất là khi giá trị giải jackpot 1 của vé số Power vào ngày 8 tháng 2 nhằm ngày 29 Tết chạm ngưỡng 4,2 triệu Mỹ Kim. Liên quan tới nền kinh tế của Việt Nam, trong tháng 1 của năm nay, Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất cảng gần 33,6 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, lĩnh vực xuất nhập cảng hàng hóa tháng 1 của năm nay tăng mạnh, đạt hơn 64 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lĩnh vực xuất cảng tăng 42%, tức là vào khoảng 33.6 tỷ Mỹ Kim. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 Lĩnh vực xuất cảng tăng mạnh nhờ động lực từ hai nhóm ngành chính, đó là nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến, tăng lần lượt là 97% và 38%. Điện thoại và các phụ tùng của điện thoại được xuất cảng trong tháng 1 năm nay ước đạt gần 6 tỷ Mỹ Kim, Mức này tăng hơn 56% so với tháng trước do Samsung mới cho ra mắt dòng sản phẩm mới, tức là điện thoại Samsung Galaxy S24 vào giữa tháng 1. Nông sản vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất cản của cả nước nhờ lợi thế và về giá cả. Dữ liệu của Bộ Công Thương Việt Nam cho thấy, giá cà phê trung bình đạt được gần 3.000 Mỹ Kim cho một tấn, tức là tăng hơn 35%. Gạo thì là 693 Mỹ Kim cho một tấn, mắc hơn 33.5% cùng kỳ. Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập cảng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 9.6 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng gần 56%. Các thị trường xuất cảng hàng hóa truyền thống của Việt Nam như là Trung Cộng, khối châu Âu hay là khối ASEAN lần lượt tăng từ 58, 18 và 38%. Trong khi đó, Việt Nam nhập cảng hơn 30.6 tỷ Mỹ Kim, trong đó gần 95% là nhóm các hàng hóa sản xuất cho dịp Tết nguyên đáng năm 2024. Trung Cộng vẫn là thị trường xuất cảng lớn nhất sang Việt Nam, gần 11 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Người tiêu dùng thắt chặt hầu bao khi sắm Tết theo ghi nhận từ các siêu thị, xu hướng mua sắm Tết năm nay được nhìn nhận là tiết kiệm, chỉ tập trung vào hàng hóa thiết yếu, giá trị đơn hàng giảm mạnh so với các năm trước. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông Central Retail cho biết, nếu mọi năm dò quà, xét tự chọn phổ biến ở mức giá 700.000 đến 800.000 đồng thì giờ chỉ còn 400.000 đến 600.000 đồng. Tương tự hệ thống siêu thị WinCommerce cũng cho rằng khách hàng hiện trụ mua bánh kẹo, đồ uống, các sản phẩm vệ sinh nhà cửa, tức là những hàng hóa liên quan trực tiếp không thể thiếu trong dịp Tết nguyên đán. Với nhóm thực phẩm tươi sống, đông lạnh, khách hàng mua nhiều trái cây, dòng sản phẩm ăn lẩu như thịt heo, nấm đậu. Ngoài ra, để tiết kiệm hơn, người tiêu dùng có khuyên hướng ưu tiên mua hàng vào những ngày mà các hệ thống siêu thị có khuyến mãi, tích điểm. Đại diện siêu thị Aeon cho biết người dân thường đến đông vào ngày 5 và ngày 20 tháng tháng, vì đó là ngày hội thành viên Aeon tích điểm và ưu đãi, giảm giá. Đơn vị này cũng chia sẻ rằng giá trị đơn hàng gần đây giảm bởi kinh tế khó khăn, khách mua sắm tiết kiệm hơn, chỉ ưu tiên mặt hàng, nhu yếu phẩm và các sản phẩm tốt cho sức khỏe mà thôi. Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc vào tối hôm qua 28 tháng Chạp, đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 đã được khai mạc, thu hút tới hàng ngàn người dân và du khách đổ về đây. Với chiều dài của đoạn đường khoảng 700 m đường Hoa năm thứ 21 này mang chủ đề Xuân yêu thương Tết Xung vầy, với điểm nhấn là cặp linh vật rồng ở đầu đường Nguyễn Huệ. Lần đầu tiên xuất hiện vào Tết Giáp Thân năm 2004, sau hơn 20 năm, đường Hoa Nguyễn Huệ nay đã trở thành nét văn hóa của người Sài Gòn khi đi chơi Tết và là hoạt động không thể thiếu được đối với người dân thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Mỗi chú rồng dài khoảng 120 mét lập kỷ lục về kích thước các linh vật xuất hiện trên đường Hoa trong 21 năm qua. Thân của rồng có nhiều màu sắc rực rỡ đang chéo vào nhau cao hơn 10 mét, tạo ra mái trần trang trí đẹp mắt. Theo ban tổ chức cho hay, đường hoa năm nay có 99 chủng loại hoa với hơn 90.000 giỏ hoa. Các chậu hoa được trang trí với 3 gam màu, phần lớn là màu đỏ, màu cam và màu vàng. Hơn 70% vật liệu sử dụng trong việc ốp lát tạo hình đường hoa là tre, nứa, thân thiện với môi trường. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đón khách du xuân thưởng ngoạn từ nay cho tới hết ngày mùng năm Tết. Hơn 2.000 drone thắp sáng bầu trời Hà Nội màn trình diễn ánh sáng với số lượng thiết bị bay không người lái nhiều kỷ lục Đông Nam Á kết hợp cùng âm nhạc độc đáo đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Theo đó, vào tối ngày 7 tháng 2, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức một đêm tổng dự trình diễn ánh sáng nghệ thuật 2024 với thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ thăng long với chủ đề Một ngày kinh đô ngàn năm lịch sử. Đây là màn trình diễn với số lượng drone nhiều kỷ lục tại Đông Nam Á, kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Quốc Trung, hệ thống âm thanh chất lượng cao và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây. So với các loại hình trình diễn ánh sáng khác, drone với nhiều cách kết hợp giữa chuyển động và màu sắc có khả năng sắp xếp thành những hình ảnh 2D, 3D kỳ vĩ mang nhiều ý nghĩa và phù hợp với nhiều chủ đề buổi biểu diễn chính thức lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ Thăng Long sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức là đêm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão cho đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức là mùng 1 Tết năm Giáp Thìn tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Hồ Tây, Hà Nội.